Bò 3B là giống bò có thể trọng lớn, từ 600kg là có thể xuất chuồng, với mức tăng trọng trung bình từ 1,2kg một ngày. Để đạt được mức tăng trọng như vậy, mỗi ngày bò sẽ tiêu thụ khoảng 10 đến 15% thức ăn so với trọng lượng cơ thể của chúng. Đặc biệt trong mùa lạnh là giai đoạn khan hiếm nguồn thức ăn xanh thì người chăn nuôi trâu bò nói chung cần chuẩn bị những loại thức ăn gì và cần chú ý những biện pháp kỹ thuật chống rét ra sao. 10 phút mách nhỏ nhà nông hôm nay xin mời quý vị và bà con cùng tới thăm một trang trại chăn nuôi giống bò 3B quy mô gần 100 con và học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi bò thành công của anh Ngô Văn Mạnh ở xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đây là hình ảnh khu chăn nuôi bò 3B của anh Ngô Văn Mạnh ở xã Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang. Bước vào khu trại, quan sát từ phía trên mái chuồng xuống phía dưới nền chuồng, đều rất sạch sẽ và ít mùi hôi thối, mặc dù những ô chuồng đã gần kín bò. Có thể thấy việc dọn dẹp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi đã được anh Mạnh đảm bảo khá tốt, bởi vì con bò 3B được phân bổ đồng đều theo các ngăn riêng biệt tại 4 dãy chuồng. Chuồng trại thì cũng không có gì thay đổi lắm, chỉ có cái là mùa nóng thì lắp thêm quạt với cả lắp thêm phun sương chống nóng ở trên mái thôi. Thì cái chuồng nuôi đây là đã qua 2 cái lứa nuôi, nhưng tôi thấy là cái chuồng nuôi là đảm bảo cái yêu cầu kỹ thuật, tức là thông thoáng sạch sẽ. Cái thông thoáng sạch sẽ ở đây là quan sát, thứ nhất là ở cái hành lang này, thứ hai là ở cái máng ăn máng uống này, và thứ ba là trên các cái mái chuồng đây, thì thấy là không có các bụi và không có các cái mầm nhện, thì đây là cái thứ hai. Và thứ ba là trong cái chuồng nuôi này không để bất cứ một cái vận dụng nào khác ngoài cái gì đàn bò, thì đấy là cái mà đạt cái yêu cầu vệ sinh thú y và giảm được cái mầm bệnh trong quá trình chăn nuôi. Vượt qua khó khăn sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, bằng sự tỉ mỉ và cầu thị, vợ chồng anh Mạnh đã tạo nên một không gian sống lý tưởng, sạch sẽ và an toàn cho những chú bò chuyên thịt này. Ngoài vấn đề đảm bảo vệ sinh chuồng trại, chuyên gia Thạch phát hiện khá nhiều điểm sáng tạo đặc biệt của anh Mạnh tại khu chăn nuôi bò. Hệ thống đèn này mới được anh Mạnh lắp đặt trên 2 vách dãy chuồng. Chúng không phải đèn chiếu sáng, mà chính là một thiết bị bắt côn trùng. Khi hoạt động, bóng đèn sẽ phát ra tia sáng dịu nhẹ thu hút muỗi. Khi muỗi bay tới đèn sẽ bị hút vào lưới sắt và bị tiêu diệt. Tìm hiểu trên những trại người ta đi trước, trên truyền thông người ta giới thiệu. Một cái đèn này như ở trên thị trường bán thì khoảng 250 đến 300 một cái. Ở trại nhà mình đây là lắp 15 cái, 20 cái, hết khoảng 5-6 triệu. Lắp thì thường thường là khoảng tầm 3 mét một cái đèn vừa. Tốt nhất là lắp vào sườn tường mà cái độ cao của nó vừa phải, khoảng cách nó vừa phải thì nó thu hút côn trùng nhiều hơn. Anh đã cập nhật được rất là tốt. Đặc biệt đối với chăn nuôi châu bò thì cái hệ thống đèn mà bắt côn trùng này nó có ý nghĩa rất lớn trong việc khống chế một số bệnh mà do cái côn trùng lây lan bệnh, ví dụ như ký trùng đường máu, ví dụ như trong trường hợp là viêm da nổi cục. Bên cạnh sáng tạo trong việc hạn chế tác nhân gây hại cho đàn bò, tại mỗi ngăn chuồng anh Mạnh đều đặt một viên đá liếm cho bò sử dụng. Đá liếm sẽ bổ sung khoáng chất cho gia súc làm tăng sức đề kháng, bởi khoáng vi lượng trong viên đá liếm tham gia điều hòa quá trình trao đổi chất, tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, nhất là hấp thu đạm. Thì cái đá liếm ở đây nó cung cấp là thứ nhất là cung cấp các cái vitamin, cung cấp các cái chất khoáng, khoáng đa lượng và khoáng vi lượng, và một số các cái chất dinh dưỡng khác. Cho nên cái đá liếm này hết sức quan trọng và nó là cái thức ăn bổ sung. Bình thường thì người ta sử dụng là dưới dạng là bột, ví dụ perlimic khoáng, vitamin A, D, E vân vân. Nhưng mà cái thì bổ sung nó phức tạp, nó không chủ động. Nên cái viên đá liếm này là viên mà hết sức quan trọng, là khi bắt đầu chúng ta nuôi là chúng ta đã có đá liếm rồi. Dù công việc bận rộn nhưng với mỗi khách tới thăm, anh Mạnh luôn đón tiếp tận tình, cởi mở. Trên địa bàn huyện Lục Nam thì những cái trang trại nuôi phát triển nuôi giống bò 3B như nhà anh Ngô Văn Mạnh là rất ít.
Mô hình nhà anh Ngô Văn Mạnh là mô hình điểm gần như đầu tiên của huyện Lục Nam về phát triển giống bò ba b này. Với sự nhạy bén, chịu khó tiếp thu những thành tựu mới, việc chăn nuôi của gia đình anh Mạnh đang có sự thay đổi rõ rệt, không chỉ về đàn bò, mà hơn thế, đó còn là sự hoàn thiện không ngừng trong kỹ thuật và bản thân của nông hộ. Theo chuyên gia, thức ăn tinh thường chiếm từ 15 đến 20% trong khẩu phần thức ăn của bò ba b. Thời điểm hiện tại, bò đạt trọng lượng gần 400 kg nên lượng thức ăn tinh anh Mạnh cần sử dụng khoảng 6 đến 8 kg cám một con một ngày và lượng thức ăn xanh chiếm 80 đến 85% tương đương hơn 30 kg cỏ một con một ngày. Trong thời gian chăn nuôi lứa bò thứ hai này, anh Mạnh đang nghiên cứu áp dụng việc nhân men vi sinh vật có lợi. Chúng sẽ được dùng để lên men cám và dùng trong quá trình ủ chua thức ăn xanh. Theo anh, thành phần này giúp cho công thức phối trộn thức ăn trở nên hoàn chỉnh hơn, bò ăn nhanh và chóng lớn hơn. Cái này là cái can đầu em ủ là một tuần đến chục ngày là cái can 20 lít là cốc 1 và em nhân lên là cốc 2. Cốc 2. Nó gọi em 1 em 2. Vâng. Này là em nhân lên 200 lít ạ. 200 lít thì cái này để sau đó này tưới vào cái thức ăn tinh đúng không? Rồi và tưới vào cái cỏ để ủ chua. Vâng. Đó, cái này là rất là thơm mới mà đã rất thơm. Vâng. Cái này thế này rất là tốt rồi. Giảm dần việc cho ăn riêng rẽ các loại thức ăn. Hiện nay anh Mạnh đang thực hiện việc phối trộn thức ăn tổng hợp cho bò. Các loại thức ăn như cám, cỏ băm nhỏ và men vi sinh được phối trộn đều hàng ngày bằng chiếc máy trộn thức ăn mà anh Mạnh mới mua về. Biện pháp này giúp hạn chế tình trạng kén trộn thức ăn ở bò. Bò dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng. Thì trước khi cho ăn, mình chuẩn bị trước khoảng cỡ tầm 1 tiếng. Cho ở đấy thì gồm có quả chua với cám, cỏ xanh. Với lứa bò thứ hai này, anh Mạnh đã ủ chua cỏ nhà trồng được, sẵn sàng cung cấp cho bò ngay khi đưa về trại. Theo đó, từ nguồn cỏ sẵn có và vô cùng dồi dào của gia đình, anh Mạnh tiến hành cắt nhỏ và đưa vào ủ chua cùng với muối, xỉ, mật đường và ure theo công thức chuyên gia khởi nghiệp đã khuyến cáo. Cái độ ẩm rất là vừa và anh thấy là cái nó vàng như này mà, đúng không? Vâng. Chứ còn nếu mà không ấy nó sẽ đen nó mốc. Vâng. Nhưng cái này vàng mà ngửi rất thơm, đúng không? Vâng. Thì cái này là cái việc mà ủ chua đây thì thấy nó có tác dụng rất là tốt. Thứ nhất là nó vừa là cái dinh dưỡng nó sẽ cao lên, dinh dưỡng của cái thức ăn ủ chua nó sẽ cao lên. Vâng. Và đồng thời nó kích thích cái sự ngon miệng của con vật ăn được nhiều lên và đồng thời tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thu, cho nên là nó tăng được cái tăng trọng. Cái thứ hai nữa là sẽ tận dụng được thức ăn. Vâng. Ví dụ như trong cái thời kỳ mà cái cỏ của nhà anh nó nhiều quá. Vâng. Mà ăn tươi là không hết thì mình ủ chua này. Vâng. Và chính vì vậy mà nó sẽ dự trữ được thức ăn ở những cái thời kỳ mà thức ăn tươi không còn. Từ trước khi nhập nuôi lứa bò thứ hai, anh Mạnh đã được chuyên gia hướng dẫn công thức ủ chua thức ăn xanh cho bò. Quy trình này được anh áp dụng như sau. Dùng cỏ voi hoặc cỏ ghi lê, cỏ xả, chặt nhỏ khoảng 20cm, sau đó phơi tái. Một tạ cỏ phơi tái trộn với 10kg bột cám gạo hoặc cám ngô và 0,5kg muối, 0,5kg đạm ure và 1kg mật mía hoặc rỉ đường. Muối và mật mía được hòa loãng và trộn với cỏ, sau đó đưa vào túi ni lông dày. Cứ một lớp cỏ dày khoảng 20cm thì rắc một lượt cám gạo hoặc cám ngô, nén chặt và tiếp tục làm như vậy đến khi hết cỏ. Buộc chặt bao không để không khí bên trong bao. Ủ sau 30 đến 45 ngày là có thể sử dụng được. Phương pháp ủ chua này có thể bảo quản thức ăn xanh cho bò trong 3 đến 4 tháng. Hiện tại, thời tiết ở miền Bắc đang có sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn. Do vậy, chuyên gia cũng lưu ý anh Mạnh và các nông hộ chăn nuôi trâu bò cần chú ý tăng cường sức đề kháng cho toàn đàn, đồng thời áp dụng các biện pháp chống rét và chăm sóc phù hợp. Thế phải lưu ý đây là gì? Chăm sóc dinh dưỡng tốt trong khẩu phần thức ăn, đầy đủ thức ăn. Lượng thức ăn hàng ngày phải là đầy đủ và cái tỷ lệ khẩu phần thức ăn trong bữa ăn hàng ngày cũng là phải cân đối và đồng thời phải là thường xuyên bổ sung các thuốc có tác dụng để nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể và đặc biệt là cái vệ sinh thú y được tốt.
Với sự chuẩn bị nguồn thức ăn chu đáo cho bò cùng quyết tâm chăn nuôi và với sự đồng hành hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia khởi nghiệp, anh Mạnh đang chuẩn bị cho mình hành trang vững chắc trên con đường lập nghiệp từ chăn nuôi bò.